Ok, xin chào tất cả anh chị em và các bạn đã quay trở lại với cái cá mạnh châu giang châu con. Thì như màn hình và bạn các bạn đang xem là một chiếc cữ xếp đi khẩu trang được trồng lên nhau, và một loại này là loại xếp đi vải nhé anh chị em nhé, và chỉ có chạy một lớp thôi. Thì anh chị em có thể xem và tham khảo, hoặc là có nếu như mà có thể là liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0985816120, hoặc số điện thoại đó là cũng là Zalo, để chúng tôi có thể là tư vấn cho anh chị em. Thì bên tôi có một loại 2 ly và 3 ly nhé, các loại mẫu khác nhau tùy theo thông số mà anh chị em đặt hàng đó nhé. Anh chị em nào cần một chiếc cữ như vậy thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại ở trên màn hình nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.